Chào mừng đại gia đình đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu cái món mực nhúng giấm với nước dừa nha các bạn nha. Nếu đã nói đến mực thì ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn 2 kg mực rất là tươi các bạn. Mực này thì mình đã lột da ra và mình đã rửa sạch rồi nha mọi người. 2 kg mực các bạn ha. Và những cái nguyên liệu đi kèm đó là rau các bạn, rau ngò nè, nước mắm nè, giấm nè, bột ngọt và đường, rau răm, rau quế, sả, ớt, chanh, hành và xà lách. Và nói đến nước dừa thì chúng ta không thể thiếu nước dừa các bạn ha. Ở đây chúng ta đã có chuẩn bị 2 quả dừa các bạn. Chúng ta sẽ chặt ra là lấy nước các bạn ha, nước và giấm chúng ta sẽ nấu lên để chúng ta nhúng mực nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị những nguyên liệu xong cho cái bữa nấu mực nhúng giấm với nước dừa các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi chặt dừa để mà mình nấu thôi nghe cả nhà. Hello, xin chào đại gia đình. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng TV Cuộc Sống Malaysia. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong cái món ăn cho chị em mình rồi đó các bạn. Cũng rất là nhanh gọn lẹ các bạn ha. Đây là cái món mực nhúng nước dừa với giấm các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho mực với vào trong cái nồi này nghe các bạn nha. Mình sẽ cho mực vào. Mực rất là ngon các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chờ đợi 3 phút các bạn ha, để cho nó sôi bùng lên cho nó chín mực nha các bạn. Chào các bạn nha, thì bây giờ trong cái thời gian 5 phút thì mực đã chín rồi đó cả nhà. Thì bây giờ chị em mình cũng mời đại gia đình ăn với chị em mình nha các bạn nha. Mời các mời bạn. Cả nhà cùng ăn nha. Ăn lẩu mực, mực nhúng giấm. Mực nhúng giấm với nước dừa. Chị cũng vào à? Cho chị ít rau. Cho chị mỗi thứ ít rau vô cái chén đó cho chị. Đó. Rất là ngon các bạn. Để thử chén mắm này của em Thanh Tâm online cuộc sống mẹ lai dễ như thế nào các bạn nha. Em giờ ớt cũng cay lắm đó. Mời các bạn nha mọi người. Nóng lắm các bạn ơi. Wow. Wow. Ngon quá. Ngon quá bạn. Giờ là chị ăn sống mình cứ nhúng vô nó không ngon. Ừ, đúng rồi em. Tất cả rau là trong vườn trồng các bạn, cho nên ăn no luôn, khỏi phải sợ gì ha. Mực tươi này giòn lắm nha cả nhà. Cây đã rồi. Ngon. Em Thanh Tâm giả chiến mắm rất là ngon các bạn. Em này chắc là ghen lắm nè, dạ mắm cay các bạn. Mình dạ không có cay mọi người. Mình dạ mắm không có cay các bạn. Nhưng mà em thì lại không ăn được cay. Ngon quá. Wow, ngon. Ớt nào mà ớt trắng cay. Ngon quá các bạn ạ. Mà em đâu có biết ghen đâu. Chắc mai mốt ai ai mượn mình đi đánh ghen hay sao chứ. Ấy là chưa đến lúc. Mà có ai đâu để ghen nhỉ. Chưa đến lúc là coi như trái tim thổn thức cho nên em ấy chưa biết khen các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Mực rất là tươi mà rất là nóng luôn này các bạn. Thơm ngon nào lẩu ngon. Xuất sắc. Ngon. Chị khứa ra ngon em ha. Cái này là cái hoa nha mọi người. Mà chị hòa sắc hoa. Mà nhìn nó đẹp chị nhỉ. Ngon quá các bạn. Thằng cái mực này nhớ đám cưới ở quê á. Mấy người thợ nấu hay làm.
Ngon quá các bạn ơi. Bớt một ít ra ngồi chén đi em, không nó nóng lắm. Nó nóng mà nó dai, nó chín quá nó dai. Bớt đi Tâm ơi, bớt rồi bỏ ra chén đi em, rồi bỏ thêm ít cái mới vào. Bên dưới đó làm chị? Đây. Tất cả món ăn ngon hay dở đều là do nước chấm nha các bạn. Cảm ơn em, hôm nay chén mắm xuất sắc luôn Tâm ơi, cay là chị thích rồi. Cây là thích cái này nó bị nó ngược không biết nữa. Vậy chị ăn nước chấm này mà em ăn nước ăn cho em ăn đấy chị lấy em xích cái ghế vào đây tới không mất cây mất cái đậu nhất cái mực nha hai chị ăn mắm ơi. Ui chị bỏ cái mớ vào. Wow ngon quá các bạn ơi. Lúc này mà ở bên mình mà trời mưa là ăn món này ngon. Mời các bạn nha mọi người, ngon lắm. Cho chị ít rau em, salad. Ngon quá các bạn. Rất là nóng luôn các bạn, vừa thổi vừa ăn cả nhà. Mực thì phải ăn ngò nha các bạn. Mực thì phải có ngò nha. Ngon quá. Ngon tới đất đũa rồi mọi người. Ngon đất đũa luôn các bạn. Em cho chị chiếc đũa nha Tâm. Bên kia em. Sao mà em hít hà Tâm? Qua chị ăn cái gì? Sao mà em hít hà Tâm? Ngon mà cay quá. Món này là món em hay thích ăn. Cứ ở quê mà đi ra tiệm là chỉ kêu ra quán ăn là kêu bò nhúng giấm, mực nhúng giấm. Nó đứng nhớ lên cái điện thoại tắt xe quá không ai nghe hết. Nó nói nhỏ nhỏ, tôi tưởng nó xấu. Rất là nóng luôn các bạn. Wow. Nước vừa em không? Ngọt chua vừa hả? Chị ở quê chị chỉ biết lá é không? Biết. Ở bên mình đâu có em. Ở trong Nam mình, trong Nam em không có, chỉ là lá é thôi mà quê chị á. Ừ. Ngon lắm. Gà nó lá é à? Ừ. Là đặc sản đúng không? Ừ. Mà gà muối ớt không ngon nữa. Ừ. Hôm bữa em chọn lá é là quê chị, quê em kêu lá quế nha. Nó khác em. Nó khác. Wow, cảm ơn em cái chén nước mắm xuất sắc các bạn. Chua cay mặn ngọt cay đã đời luôn á. Đâu có bao nhiêu đâu, có 15 trái ớt à. Mình giả mắm không bao giờ cay các bạn. Mà em ấy giả có 15 trái ớt mà cay quá trời luôn. Em thì là ghen lắm rồi các bạn. Ghen nô à.
nói gì ê chết rồi. Người ta nói có yêu với có ghen các bạn ha, không yêu lấy đâu ghen. Wow, ngon quá. Cái gì đâu em, khai lắm. Ăn rau gì cho đẹp da. Ngon lắm các bạn. Mực nhúng giấm với nước dừa các bạn ha. Người ta vừa đi vừa khóc, còn em vừa ăn vừa khóc này. Ai đánh em thì em khóc thanh tâm. Cay thật á. Cay xúc xắc ngon, như vậy mới ngon em ạ. À. Thì vậy là chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta cùng có thể nấu cái món này cho gia đình các bạn ha, rất là tuyệt vời. Dai rồi nữa. Chị biết không? Ở lâu quá. Ừ. Uống tí cái nước này ngon nè. Ngon không? Ừ. Wow, cái nước nó ngon em. Wow. Có người ăn kèm với bún nữa. Ừ. Nhưng mà chị em mình không có ăn bún. Chị em cứ sụt xịt miết các bạn. Cay các bạn, vừa nóng mà vừa cay nữa. Chị gắp ăn đi lại ngồi nó. Ăn đi em, cắp ăn. Em ăn nhiệt tình lắm. Cắp hay không? Lắp ra em dai à? Bởi vì ăn mực, ăn hải sản là phải ăn nhanh. Nè, con này em cắp ấy. Cắp ấy để mà chị bỏ cái mới ta. Chị cũng gắp đi chứ, mới sao ăn hết. Ngon ba cháy luôn. Cay quá các bạn ơi. Ngon các bạn. Đây em tặng rau cho nè. Cảm ơn em, ăn ngon quá. Chị em mình ăn rau với mực là no các bạn. Nên không có ăn bún nữa. Nước ngon quá em à. Cái này là cay quá cho nên là hít hà các bạn, chứ không phải bình cảm nha các bạn. Ngon quá. Cay đã đời mọi người, ăn cay vậy mới đã các bạn. Ờ.
sâu quá. Còn xúc xích các bạn. Biết cay nhưng mà vẫn chấm. Sâu quá. Và cái nước ngon quá, chị cho em chút nước anh húp này cho là thanh tâm. Nước ngon quá. Cảm ơn chị. Nước ngon quá ngon. Anh làm chị múc cho. Wow, ngon quá các bạn. Em cứ bỏ hết, em chắc vô trong chén cho chị. Gì vậy em cho rau như vậy là chị khói lắm. Đúng không? Cách em giống một tí nè. Wow, ngon quá. Cái này là vừa thổi vừa ăn đây các bạn. Quá ngon luôn. Giấm, giấm với nước dừa đó các bạn, hai thứ nó quyện lại đó mọi người, rất là thơm, rất là ngon các bạn. Bây giờ coi như là chấm hết mắm mà còn ớt không các bạn. Để xem lắp vô em cho chị ít rau quế nè thầy ba. Ui giờ nóng quá cái chén bưng không được luôn. Bây giờ nãy giờ em đâu có dám bưng nữa. Nóng nó tay lắm. Ông tuyệt. Cái đầu mực em phải giòn giòn. Cái rau nó dầu dầu sực sực à. Wow, ngon quá các bạn. Con mà la ăn mới không nói được lên lời luôn á mọi người. Cái nước nó ngọt ghê á. Này chắc cầm tay bóc luôn. Thì sao? Đúng với nước dừa nữa em ha. Ngọt đã đời luôn á. Nóng quá mọi người. Wow, ngon quá. Cắp đi em, cắp bỏ ra chén lên không để nó ấy á. Nhà tìm ra rồi. Ra thì ấy, em ăn mực. Ok. Ngon quá. Đang ăn mẹ vậy. Ê. Không có thì gắp đi, đợi chị bỏ cái mới vào không nữa nó dai không quá cay tốt còn thôi nha mọi người. Ăn vậy là coi như khỏi đi xong luôn á. Mực tươi các bạn rất là ngon luôn.
ngon luôn các bạn. Bây giờ là chị em mình sẽ tiếp tục ăn nữa nha mọi người, nhưng mà thời gian thì không cho phép các bạn ha. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn đại gia đình, cảm ơn các bạn đã yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video tiếp theo. Bây giờ thì chị em mình xin tạm biệt. Bye bye. Thank you mọi người. Everybody, thank you.